Bạch Công Khanh cho biết tôi không phải con nuôi của Hoài Linh. Lọt vào chung kết cuộc thi gương mặt thân quen với những đối thủ nặng ký, đặc biệt là Võ Hạ Trâm, nhưng Bạch Công Khanh đã bất ngờ đăng quang với tiết mục hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết qua trích đoạn cải lương Kiều Nguyệt Nga. Chiến thắng của Bạch Công Khanh đã gây nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng anh hóa thân không giống và được ưu ái khi là con nuôi của Hoài Linh. Trước những thông tin ngoài luồng, Bạch Công Khanh đã có những câu trả lời hết sức thẳng thắn. Anh cho biết, cảm xúc của người chiến thắng lúc nào cũng là hạnh phúc. Thật sự không phải mình không bất ngờ, mà bởi vì ngay từ đầu, mình đã đặt tâm lý thoải mái, đặc biệt là ở đêm chung kết. 12 đêm trước, mình đã mang tâm lý cố gắng đạt điểm cao để có vị trí an toàn cho đến khi chung kết diễn ra. Nhưng khi may mắn lọt vào chung kết thì Khanh không còn bất cứ lý do gì để phải căng thẳng nữa, bởi tất cả các thí sinh đều là những người tài năng, ai chiến thắng cũng xứng đáng cả. Nói về việc nhiều người trên mạng xã hội cho rằng Khanh diễn chưa giống nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và bị lố quá, anh chia sẻ, việc diễn có lố hay không phải dựa vào rất nhiều khía cạnh. Khi một người nữ uốn éo khoảng 5 phần đã rất lố, ví dụ như vậy, nhưng mình là nam nên nếu mình uốn éo ở mức bình thường, thì khi nhìn vào sẽ là hình ảnh của một người nam trong một nét trang điểm và quần áo của nữ, như vậy rất phản cảm. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn nam giả nữ trong chương trình phải làm lố hơn một chút để tạo cảm giác khán giả đang xem một nhân vật nữ một cách gần gũi hơn. Bạch Công Khanh cũng khẳng định Võ Hạ Trâm đã thể hiện rất nhiều tiết mục khó từ đầu chương trình đến giờ và hôm nay là tiết mục đỉnh điểm khi Hạ Trâm có thể coi là vừa hát vừa xiếc. Việc Trâm không đoạt giải cao nhất của cuộc thi, Khanh cũng cảm thấy thiệt thòi cho Trâm, phải chi có giải đồng quán quân thì có lẽ sẽ vui hơn. Bên cạnh đó, Bạch Công Khanh cũng không đánh giá mình vì may mắn mà chiến thắng, Khanh muốn dành câu hỏi này cho mọi người tự nhận định và trả lời. Bạch Công Khanh cũng cho biết trước khi đến với cuộc thi gương mặt thân quen, Khanh đã biết và ngưỡng mộ Hòa Minzy trong cuộc thi Học viện Ngôi sao. Đến khi bước vào, gặp Hòa Minzy rồi, Khanh mới thấy Hòa Minzy là một thí sinh tài năng. Những phần hóa thân của Hòa ngày càng tiến bộ rất nhiều, Hòa hát tiếng Anh rất tốt. Việc Hòa Minzy không có mặt trong top 4 là điều vô cùng bất ngờ cho tất cả mọi người từ ban tổ chức cho đến ban giám khảo và khán giả. Điều đó cứ đeo đuổi suy nghĩ của mọi người, khiến cho ai cũng cảm thấy bức xúc. Có thể là do Hòa Minzy thiếu một chút may mắn. Đây không phải là nỗi buồn của riêng Hòa, mà là nỗi buồn chung của gia đình gương mặt thân quen. Chia sẻ về những giúp đỡ của Hoài Linh trong quá trình Bạch Công Khanh tham gia cuộc thi, anh cho biết đó là lần gặp gỡ rất định mệnh. Thời gian rảnh rỗi thì anh có hay tâm sự cho Hoài Linh nghe về việc mình từng là ca sĩ nhưng phải nghỉ hát một thời gian. Hoài Linh có bảo Bạch Công Khanh hát cho anh nghe, sau đó cho vài nhận xét đúng đắn, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Còn khi đến với gương mặt thân quen, Bạch Công Khanh hoàn toàn không được lời nhận xét nào của Hoài Linh, ngoại trừ lúc trên sân khấu, bởi vì thí sinh không có cơ hội được tiếp xúc với ban giám khảo, ngay cả trong phòng hóa trang. Đáp trả lại việc có thông tin cho rằng Khanh là con nuôi của Hoài Linh, anh cho biết, nếu mà nói như vậy thì mọi người nói sai rồi, việc nhận con nuôi, cháu nuôi không phải cứ gặp cái là nuôi đâu. Khanh cũng rất bất ngờ khi có thông tin Khanh là con nuôi của Hoài Linh, điều đó rất là sai và Khanh hy vọng mọi người đừng giữ quan điểm đó, điều đó hoàn toàn không có. Quán quân gương mặt thân quen cũng hy vọng sẽ có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc như những người nghệ sĩ khác.